Em cộng tác viên của Nhà đất người Tây Nguyên xin phép được gửi lời chào đến tất cả quý vị, quý bà con thân mến nhé. Hiện tại thì em đang có mặt tại huyện Chư Prong của tỉnh Gia Lai nha quý vị. Và cũng xin phép gửi đến cho tất cả quý vị, quý bà con chúng ta về một cái lô đất nền nha quý vị nhé. Đất con đường này, con đường liên thôn này. Đó. Và cũng được chạy dài xuống là khu dân cư ở dưới này thì cũng khá là đông nhé. Và cũng xin phép gửi đến chào bạn với quý vị là một lô đất được bán với mặt tiền đường này này. Bên này là 30 mét này quý vị. Đó. Và vị trí bên này là 20 mét nhé. Đó. Ở vị trí bên này thì sâu vào cho chúng ta là 90. Đất phủ hồng nhé. Ở trên đất hiện trạng cho chúng ta một ngôi nhà này. Và ở bên này là 30 mét là sâu vào cho chúng ta là 122 mét nha quý vị. Đất cũng đất phun hồng luôn nhé. Và hồi trước tới giờ thì lô đất này thì chưa có sổ và đất của chúng ta có thể làm được sổ nhé. Và nếu như mà bạn được thì gia chủ sẽ đứng ra làm sổ cho tất cả quý vị, quý bà con chúng ta luôn ạ. Đó. Và cũng như tại vị trí của mảnh đất này thì tất cả quý vị chúng ta mà đi được trung tâm ủy ban nhân dân xã, trường học cấp 1, cấp 2, trạm y tế rơi vào cho quý vị là 6 km. Và chúng ta mà qua được trung tâm huyện Chư Prong thì bản kính sẽ rơi vào cho tất cả quý vị, quý bà con thì chỉ có bản kính là 13 cây nhé. Và cũng như từ sân bay Pleiku mà đi về tới mảnh đất của chúng ta thì rơi vào cho quý vị là 48 km nha quý vị. Đấy. Và hiện tại lô đất này thì cũng để không, cho nên là cỏ lên hơi nhiều một tí. Và gia chủ cũng đang nhờ chúng em vào làm chương trình để giới thiệu đến cho quý vị, quý bà con sở hữu. Quý vị có thể mua xong, quý vị ở, hoặc chúng ta có thể làm nhà yến ở đây thì cũng rất là đủ bài nha quý vị. Đó. Và nếu như mà quý vị sở hữu nữa thì gia chủ sẽ cắm cọc, cắm ranh đo lại cho tất cả quý vị chúng ta nhé. Và hiện tại thì chủ nhà cũng như đang chào giá bán với cái mảnh đất của chúng ta trong ngày hôm nay chỉ có là 500 triệu nha quý vị, 500 thôi. Thì gia chủ sẽ bao toàn bộ sổ sách cho tất cả quý vị chúng ta nhé. Đất chúng ta có thể làm được sổ và tẹt quy hoạch lên thì đất của chúng ta là đất phủ hồng, đất quy hoạch lên được đất ở tại nông thôn nha quý vị. Đó. Chất đất đỏ Ba Giang này. Chiều sâu thì cũng là rất là dài. Ở vị trí bên này là 122 mét. Khi mà làm xong được sổ á, thì chúng ta sẽ trồng đủ tiền nhé. Ở trên thì khu dân cư ở thì cũng khá là đông mà quý vị ạ. Đây, quý vị có thể đầu tư ở đây thì cũng rất là hợp lý nha quý vị. Ở bên này là nhà sinh hoạt này của thôn này. Đấy, thì quý vị cùng đi theo em xem cái lô đất được 20 mét và sau vào 90 nhá. Hai mặt tiền quý vị ạ. Cái lô đất dưới này là hai mặt tiền đường này. Ranh giới thì cọc đô thì gia chủ đã cắm cho chúng ta này. Từ vị trí bên này nhá, chúng ta kéo qua là 20 mét nhá. Và ở dưới này là đoạn đường đất hết bê tông rồi, bắt đầu là xuống đường đất. Đó. Lô 30 mét của chúng ta là tới vị trí cọc cạnh nhà hàng xóm này. Tới đây là cạnh nhà hàng xóm nhá. Đó, tới đây nè quý vị, ngay qua đã cắm cọc rồi này. Cắm cọc mà ai nhổ lên thôi nè quý vị. Đấy, bắt đầu từ vị trí này đâm thẳng kéo xuống nhá, là 122 mét. Mặt tiền đường này là 30. Đó, còn lô đất đối diện của chúng ta này. Đó, lô đất 30 mét được hướng chính về là hướng chính bắc nha quý vị. Còn lô 20 mét là hướng về hướng chính nam. Bắt đầu từ vị trí này. Đó. Quý vị chúng ta kéo lên 20 mét. Chiều sâu chạy vào ở mặt tiền đường này đó, là 90 mét nhá, tới cái phía màu xanh rồi nha quý vị. Tí em bay cam em vẽ hình thu cho tất cả bà con chúng ta tham khảo nhé.
Và hiện tại ở trên đất, cái lô đất của 20 mét này là có một cho chúng ta là một cái ngôi nhà cấp 4 thôi. Đã có giếng luôn nha quý vị, giếng và điện đã có sẵn ở trên đây luôn nhá. Trên lô đất này luôn. Đấy. Thì quý vị, quý bà con mà quan tâm về cái mẫu sản phẩm 2 trong 1 này thì quý vị hãy nhanh tay liên hệ đến với nhà đất người Tây Nguyên nhé. Và nhà đất người Tây Nguyên sẽ tư vấn cặn kẽ hơn. Như đây là mặt tiền đường đi chung và đi xuống từ đây thôi. Và ở dưới này là của người dân, của hàng xóm của chúng ta nha quý vị. Của chúng của mình đã rào lại hết lưỡi bê, lưỡi kẽm gai này. Đó. Đó. Thì sau đây em cũng xin được kết thúc video và bay một đoàn phải là cam để vẽ hình thù cho bà con cùng tham khảo nhé. Đây. Và cũng có gì hơn thì em cũng xin được mến chúc tất cả quý vị, quý bà con luôn luôn dồi dào sức khỏe và bình an trong cuộc sống ạ. Và mọi người hãy nhớ đăng ký kênh và ủng hộ cho nhà đất người Tây Nguyên một lượt like để theo dõi nhà đất người Tây Nguyên ra nhiều cái mẫu sản phẩm hơn nữa nhé. Và sau đây em cũng xin thân ái kính chào tất cả quý vị, quý bà con ạ.